Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của em Thanh Hà Audio. Và hôm nay thì em sẽ giới thiệu đến các bác về một cái con DAC thuộc cái phân khúc cao cấp của nhà Lachman. Và em này thì có cái mã là Lachman DA250 các bác nhé. Và đây thì là một cái con giải mã cao cấp và nó chỉ xếp sau cái con DA06 của nhà Lachman. Và con DA250 này thì đã được các bác chơi audio đánh giá cực kỳ là cao, ở trong cái phân khúc tầm 35 triệu quay đầu thì gần như là không có con giải mã nào có thể vượt được cái con 250 này. Và cái con DA250 này là một cái con giải mã thuần, vì vậy mà nó chỉ có một cái chức năng duy nhất thôi là giải mã, chứ không có kèm ổ cứng cũng như là không có một cái app điều khiển ở trên điện thoại. Đấy, các bác trước khi mua hàng thì nên cân nhắc xem là cái sản phẩm của mình kèm theo những cái chức năng gì. Và cái con DA250 này thì lần đầu tiên thì được chào bán vào cái năm 2010. Và đây thì được coi là một cái sản phẩm hit tộ của hãng, có nghĩa là nó là sản phẩm hot của hãng đấy ạ. Và em này thì với cái thiết kế hiện đại và kiểu dáng đặc trưng của nhà Lachman, và sẽ dễ dàng để cho các bác kê kích cũng như là bày biện ở trong cái trên cái kệ audio của nhà các bác. Và em này thì có một cái vẻ đẹp hiện đại chuẩn với lại cái gu nghe nhạc số. Và máy thì có cái kích thước chiều ngang là 36,4, chiều cao thì là 8,1 và chiều sâu thì là 27,9 cm các bạn. Và trọng lượng của em này là 5,4 cân và cả thùng thì là 7,5 cân các bác nhé. Và em DA250 này sử dụng cái chip giải mã cao cấp PCM1795 và cho cái chất lượng giải mã nhạc số lên đến 32 bit, và cái file DSD thì lên đến 2,8M và 5,64 MHz. Và em đã so sánh qua rất là nhiều các cái con giải mã rồi, thì Lachman DA250 quả thực thì là một cái con giải mã hay và cho cái tiếng bass rất là lực, và trung âm thì dày kèm chiều sâu của bài hát, và cái giải cao thì nên rất là cao, rất là sáng, rất tĩnh và sạch, và loại được cái độ sôi độ ù nhờ cái công nghệ Neqa đây của nhà Lachman này ạ. Nếu như mà so sánh về giá cũng như là về cái hình thức thì Lachman DA250 cũng là một cái con giải mã rất là đẹp so với lại các cái hãng khác. Và em này thì chỉ thua cái em Esoteric thôi. Esoteric thì quả thực là họ thiết kế design cực kỳ là đẹp. Đấy. Và em này thì về hàng bên em thì cũng còn đầy đủ các cái phụ kiện đi kèm các bác nhá. Cũng như là thùng xốp, rồi thì là bao chụp khiển zin ạ, khiển zin và Cataro. Đây là cái dây nguồn ạ. Đấy. Em này thì các bác mua em này thì quá là lợi rồi. Các bác, em cho các bác xem cái đét của em này nhá. Đây ạ. Bác nhìn đét ạ. 2020 có nghĩa rằng là nó gần như là mới rồi. Đấy. Các bác nhìn cái giáp trước giáp sau vàng chóe luôn ạ. Đấy, rất là quý giá. Vẫn còn bụi đấy các bác nhé, em còn chưa lau này. Đấy. Mà nó đã mới như thế này rồi, đến 2020 coi như là hàng siêu lướt rồi. Đấy, không có xước sát hay là cấn chỗ nào cả. Rất là tuyệt vời. Đấy. Cực kỳ là đẹp, mà giá thì cực kỳ là yêu thương nhá. Đấy. Bên này thì cũng vậy thôi ạ. Hiện tại thì Lachman DA250 thì trên thị trường có giá rất là cao các bác nhé. Những cái con mà ở hàng nước hoặc là hàng có thùng ấy thì các shop khác đã bán lên tầm 35-36 triệu rồi. Đấy, có shop bán lên 36 triệu rồi. Nhưng mà cái con này của bên em hàng còn thùng shop 5 sản đếp 2020 nhưng giá vẫn chỉ là 34 triệu thôi các bác nhé. Các bác quan tâm về sản phẩm hay là có nhu cầu order hàng Nhật thì hãy liên hệ sớm với em qua số điện thoại hoặc là nhắn tin qua fanpage, em có để phần mô tả. Và em cũng xin được dừng cái video này tại đây ạ. Cảm ơn các bác đã dành thời gian theo dõi video ạ.